khám phá những căn cứ tuyệt mật của Liên Xô. Các trung tâm nghiên cứu hạt nhân và sinh học, các căn cứ hải quân ngầm, đài radar công suất cao và cả máy gia tốc đầu tiên đều là những nơi tuyệt mật nhất của Liên Xô. Máy gia tốc hạt cỡ lớn gần Moscow. Vào những năm 1980, Liên Xô khởi động dự án chế tạo máy gia tốc hạt cờ lớn. Một đường hầm dài 21 km được xây dựng tại Trung tâm Khoa học Rosvino thuộc vùng Moscow. Đường hầm này nằm ở độ sâu là 60 m Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, dự án này không bao giờ được hoàn thành. Các nhà khoa học vẫn bảo quản máy gia tốc này để giữ tình trạng tốt nhất và đợi một ngày nào đó có thể tái khởi động dự án đầy tham vọng này. Trạm đốt nóng tầng điện Lysura Ban đầu thì trạm đốt nóng tầng điện ly Sura được xây dựng ở vùng Nizhny Novgorod để phục vụ cho mục đích quân sự. Tại đây, các phương pháp mới can thiệp và sử dụng thời tiết làm vũ khí được nghiên cứu. Song tới năm 1977, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm hoàn toàn các nghiên cứu, các phương pháp can thiệp và sử dụng thời tiết làm vũ khí. Sau khi nghị quyết này được ban hành, trạm Sura chỉ thực hiện duy nhất nhiệm vụ nghiên cứu tầng điện ly. Hầm chứa tên lửa R-12 Tisvina hầm chứa tên lửa đạn đạo R-12 Disvina bỏ hoang này nằm ở khu vực ngày nay thuộc Latvia. Tên lửa R-12 Disvina có tầm bắn từ 300 tới 3.500 km, có khả năng trang bị đầu đạn diệt hạch với sức công phá thuộc hàng Megaton. Hầm chứa tên lửa này gồm có 4 bệ phóng tên lửa R-12. Tên lửa R-12 Dysvina được đặt theo tên của con sông lớn nhất của Latvia và là loại tên lửa tham gia vào cuộc khủng hoảng tên lửa tại Cuba năm 1962. Trung tâm virus Liên Xô tại Zagros 6 Trung tâm virus Liên Xô tại Zagros 6 được biết đến là cơ sở nghiên cứu vi sinh vật và vũ khí sinh học của Liên Xô được thành lập vào năm 1947. Vào năm 1959, thì một nhóm đại biểu Ấn Độ vô tình mang đến Liên Xô một loại đậu mùa mới và các nhà khoa học tại đây nghiên cứu loại bệnh này. Năm 1967, chủng virus có tên mã là Ấn Độ 1967 hay còn gọi là Ấn Độ 1 được các chuyên gia y tế Liên Xô chuyển đến Ấn Độ nhằm giúp nước này xử lý căn bệnh quái ác này. Hiện tại, chủng virus Ấn Độ 1 vẫn được bảo quản tại trung tâm virus này và khu vực xung quanh trung tâm vẫn cấm người ra vào. Asamat à, 16 Asamat-16 là nơi để chế tạo vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Trong một thời gian dài, khu vực này bí mật đến nỗi không một ai trong số các chuyên gia kỹ sư kỹ thuật viên lẫn thành viên gia đình của họ được phép rời khỏi nơi này. Năm 1991, thì Asamat-16 được đổi tên thành Kremslevyov với năm 1995 mang tên gọi là Sarov. Hoạt động nghiên cứu khoa học hạt nhân vẫn được tiếp tục thực hiện tại đây. Vào năm 1993, thì thành phố Sarov khi ấy còn mang tên là Kremslov, trở thành thành phố kết nghĩa của thành phố Los Alamos, Mỹ, nơi phòng thiết kế vũ khí hạt nhân của Mỹ. Căn cứ tàu ngầm Obstrek 825 GTS Căn cứ tàu ngầm dưới lòng đất nằm ở Balas Lava, Grum, hay còn được biết đến với tên gọi là Obstrek 825 GTS. Đây là nơi Hải quân Liên Xô triển khai bí mật các tàu ngầm với khả năng thực hiện một cuộc tổng tấn công hạt nhân. Tổ hợp căn cứ này có thể chứa tới 14 tàu ngầm cùng một lúc được khởi công xây dựng vào năm 1957 và có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân có sức công phá lên đến 1.000 kg Ngày nay, căn cứ tàu ngầm này trở thành một bảo tàng cho công chúng tham quan. search Lot 45 thành phố bí mật Sofalov 45 được thành lập gần nhà máy làm dầu uranium, có tên gọi là nhà máy 418 của Liên Xô. Nhà máy này có nhiệm vụ sản xuất uranium cho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, được xây dựng vào năm 1947. Sofalov 45 là mục tiêu do thám hàng đầu của tình báo nước ngoài. Năm 1960, chiếc máy bay do thám U-2 do Francis Gary Power điều khiển bị bắn hạ ở vị trí không xa thành phố này. Ngày nay thì server lớp 45 mang tên gọi là Les và vẫn là một khu vực tuyệt mật. Grudan 1 Thành phố Grudan 1, khu vực tây của Latvia nằm ở gần khu vực quân đội Liên Xô lắp đặt hai đài radar, cảnh báo sớm trên FM và Just M. Quân đội Liên Xô lắp đặt hai đài radar này vào khoảng năm 1960 để phục vụ cho hệ thống phát hiện tên lửa đạn đạo của mình. Hai đài radar nằm gần Skrunda 1 có tầm phủ toàn bộ vùng trời Tây Âu và có thể phát hiện bất cứ vụ phóng tên lửa đạn đạo nào từ khu vực này từ những năm 1990 thì nơi đây bị bỏ hoang hoàn toàn. Căn cứ chỉ huy ngầm của Hải quân Liên Xô Offstrack 221 Offstrack 221 gần thành phố Sevastopol, Crimea từng là căn cứ chỉ huy dự phòng của hải quân Liên Xô với hơn 10 km đường hầm được đào sâu vào trong núi. Căn cứ này được xây dựng vào năm 1977 và chưa bao giờ được hoàn thành. Căn cứ này được thiết kế để có khả năng chịu được những cuộc tấn công từ tên lửa hạt nhân với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho toàn bộ bộ chỉ huy hạm đội biển đen trong trường hợp chiến tranh hạt nhân nổ ra. Đảo Vozrozhdeniya. Đảo Vozrozhdeniya nằm ở bờ biển Uran giữa hai nước Uzbekistan và Kazakhstan. Lúc đầu, chỉ đảo này có diện tích khoảng 200 km vuông, nhưng vào những năm 1960 khi Liên Xô xây đập nước phục vụ cho nông nghiệp, diện tích của đảo được mở rộng hơn. Năm 1954, thì Liên Xô xây dựng khu vực thử nghiệm vũ khí sinh học mang tên là Aras-7 tại hòn đảo này. Ngoài ra, trên hòn đảo còn có một số đơn vị hải quân và không quân Liên Xô cùng với các trung tâm khoa học. Hoạt động của các đơn vị này đến nay vẫn là một bí mật. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.